Minh Dương xin chào tất cả bà con và anh em nhé, và quý khách hàng nhé. Năm nay là một năm nông nghiệp có sự biến động rất lớn, nước cạn kiệt, nhiều nơi không có ít nước mà tưới, giếng khoan còn cạn. Hôm nay bảo Dương tâm sự với anh em một chút là hôm nay nó hạn hán thì anh em theo nước, nếu mà nơi nào anh em ít nước thì chúng ta nên tiết kiệm nước, nhưng mà ta tưới một cách điều tiết nước hợp lý. Như em Dương thì tầm 2-3 ngày là mình phải tưới lại, đừng cho để đất nó đứt dễ tơ hồng ấy, nên cây sức sống nó yếu. Nên mình nhiều nước thì không nói, nhưng mà ít nước mình mỗi hôm mình tưới ít thôi, nhưng mình sẽ tưới quay vòng lại một cách hợp lý, nhanh. Như em thì 2 ngày này là em phải quay vòng lại thôi. Nhưng mỗi cây mình định mức là cái lượng nước nó vừa phải thôi. Anh em nhìn Dương để rất nhiều cỏ này. Cỏ nó tạo cái sự che phủ cho đất, nó đỡ bị khô hạn, đỡ lứt đất. Anh em mình tốn ít phân thôi, nhưng mà cái cỏ nó rất tốt, nó che phủ cho đất, nó làm mát đất hơn trong những mùa nắng hạn này. Còn nhãn anh em thế nào rồi? Đây, nhãn của em Dương thì đậu thế này rồi, quả to bằng hạt đỗ đen, đỗ xanh nhỉ. Thì để đậu rất đạt, đẹp. Tại sao em Dương không tưới nước hoặc là dung nó, cái hoa này nó rụng đi? Tại vì cái hoa chết này nó sẽ che phủ cho lớp quả nhỏ của chúng ta, rất tốt. Đấy. Thế bây giờ nắng hạn này, cái lớp hoa chết nó che phủ cái quả này này. Còn thể dụ hôm nào mà mưa hoặc gió là nó khác tự dụng. Còn những năm mà mưa nhiều ấy thì thường mình tưới lên cho nó bung cái hoa chết đi, để nó không nước mưa nó không đọng, và cái hôm năm nào mưa phùn nước mưa nó không đọng lại, nó gây cái bệnh lấm. Hôm nay quá khô hạn, 6 tháng rồi được mới mưa được một trận mát mát, có lơi còn không được trận nào.